tay cầm tích trượng, xin nguyện chúng sinh lập hội thí lớn bày đạo như thật. Khi tay cầm tích trượng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thiết lập pháp hội bố thí lớn, chỉ bày cho chúng sinh đi trên con đường tu đạo chân thật, tức cũng là đạo chân như thật tướng, bình đẳng bố thí khắp, khiến cho nghe pháp đắc được lợi ích. Hình trạng của tích trượng, trên đầu là có bốn cánh biểu thị cho bốn đế, lại có 12 khuyên biểu thị cho 12 nhân duyên, có thể lay động vang ra âm thanh. Khi tỷ kheo khất thực đến trước cửa thí chủ, dùng 2-3 lần, nếu không có người thì bỏ đi. Bồ Tát Địa Tạng tay có cầm tích trượng, ôm cầm bình bát, xin nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí thọ trời người cúng. Khi tay ôm bình bát thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí thọ trời người cúng dường. Phật dùng bát bằng đá, ngoại đạo dùng bát bằng gỗ, tỳ kheo dùng bát bằng sứ, không thể dùng vàng bạc tạo bát, không thể biên tên chữ trên bát. Khi dùng cơm xong thì rửa bát cho sạch, đem cất. Phát tâm hướng đạo, xin nguyện chúng sinh theo đạo Phật tu vào chỗ không nương. Khi phát tâm tu hành thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh hướng về đạo mà Phật tu hành, tức cũng là y pháp tu hành, phải vào chỗ không nương tựa, tức cũng là chẳng có tâm ỷ lại, giống như tôn giả A Nan ban đầu ỷ lại Phật là anh em chú bác với ngài, nên chẳng chịu tu hành, chẳng biết đạo lý. Ai ăn người đó no, sinh tử của ai người đó lo. Cho nên bị nữ ma đăng giả mê hoặc, nguy hiểm chút nữa là mất đồng thể. Nhà Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Lăng Nghiêm đến cứu, mới thoát khỏi nạn nữ. Nếu đi trên đường, xin nguyện chúng sinh đi trên Phật đạo, hướng pháp vô dư. Nếu đi bộ trên đường, thì nên phát nguyện, xin nguyện chúng sinh y chiếu theo con đường Phật đã tu mà hướng đến vô dư niết bàn. Khi đi qua đường, xin nguyện chúng sinh đến tịnh pháp giới, tâm chẳng chướng ngại. Khi đi ngang qua đường, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đến chỗ nào cũng đều là pháp giới thanh tịnh, tâm chẳng có chấp trước, cũng chẳng chướng ngại. Khi lên đường cao, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa ba cõi, tâm chẳng khiếp nhược. Khi đi trên con đường chỗ cao, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng sinh tâm khiếp nhược. Khi xuống đường thấp, xin nguyện chúng sinh tâm tánh khiêm nhường, lớn căn lành Phật. Khi đi xuống con đường thấp, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh khiêm cung chẳng tự mãn, chẳng sinh tâm cống cao ngã mạn, đối người đãi vật hòa mục thương yêu, như thế mới tăng trưởng căn lành của Phật. Người tu hành đừng có tâm kiêu ngạo, tùy thời thỉnh giáo thiện tri thức, dù người chẳng như mình cũng phải thỉnh giáo. Trong luật ngữ có nói, người sáng suốt học tốt đừng ngại ngùng thưa hỏi. Lại nói, ba người cùng đi, thật có người thầy mình vậy. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp phải có tinh thần như thế mới có thể tiến bộ. Thấy đường quanh co, xin nguyện chúng sinh bỏ đạo bất chánh, vĩnh trừ tà kiến. Khi đi trên đường quanh co chẳng ngay thẳng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ con đường chẳng chánh đáng, mà đi trên con đường thẳng mới vĩnh viễn xả bỏ tà chi tà kiến. Nếu thấy đường thẳng, xin nguyện chúng sinh tâm họ chánh trực, chẳng nịnh chẳng dối. Nếu như lúc thấy con đường chánh trực thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm họ chánh trực, chẳng có xiểm nịnh, chẳng có dối trá. Đó là tác phong những người quân tử. Một số người đều có tâm nịnh người giàu khi kẻ nghèo. Thấy người có tiền có thế thì chuyên nói những lời tâng bốc, thái độ như thế thật là hổ thẹn. Thấy những người nghèo không thế lực thì kiêu ngạo, hành vi như thế thật là đáng ghét. Người chánh trực tuyệt đối chẳng có tư tưởng như thế. Người giàu sang chẳng kiêu ngạo, tức là có đức hạnh. Người nghèo khổ chẳng xiểm nịnh, tức là có đức hạnh. Song ai ai cũng có tâm lý, thích mới nới cũ. Nếu chẳng phạm mau bệnh này thì sẽ minh bạch đạo lý làm người. Vào thời Tam Quốc, có vị quan công rất chú trọng về nghĩa khí, do đó đại nghĩa thành thiền. Ông ta ở trong dinh Tào Tháo, trên ngựa vàng dưới ngựa bạc, 3 ngày tiệc nhỏ, 100 ngày tiệc lớn, thọ lễ ngộ của Tào Tháo, nhưng chẳng thay đổi chi khí. Thân tuy ở dinh Tào nhưng tâm ở tại đại ca Lưu Bị.
Một ngày nọ, Tào Tháo đem tặng cho quan công một chiếc áo bào mới. Ông ta chẳng quên tình nghĩa của đại ca, mặc áo bào mới ở bên trong, mặc áo bào cũ ở bên ngoài. Tào Tháo thấy, cảm thấy kỳ lạ mới hỏi: "Nhị tướng quân, tại sao lại mặc áo bào mới bên trong?" Quan công nói: "Vì áo bào cũ này là đại ca Lưu Bị tặng, tôi chẳng thích mới nới cũ, cho nên đem áo bào mới của thừa tướng tặng mặc bên trong." Tào Tháo nghe rồi quá thất vọng, biết chẳng có cách gì vãn hồi ý chí của quan công, bèn trả quan công về chỗ Lưu Bị. Trong lịch sử lưu lại giai thoại ngàn dặm tìm huynh, vạn cổ lưu phương, đến đời Tùy, ngày Trí Giả đại sư được quan công trợ giúp, làm chùa ở núi Ngọc Tuyền mà thành công, và quy y với đại sư Trí Khải trở thành hộ pháp thiện thần. Một số chùa, bên trái là Bồ Tát Vi Đà, bên phải là quan công, hai vị thần đều là thần hộ pháp bảo hộ đạo tràng. Thấy đường nhiều bụi, xin nguyện chúng sinh ra lìa họp bụi, được pháp thanh tịnh. Khi thấy có nhiều bụi trên đường thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh ra lìa chỗ bụi trần tụ tập, đắc được diệu pháp thanh tịnh, tức cũng là thân chẳng bụi bặm, tâm chẳng bụi bặm, khiến cho thân tâm thanh tịnh. Thấy đường không bụi, xin nguyện chúng sinh thường hành từ bi, tâm được thấm nhuần. Khi thấy trên đường chẳng có bụi thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh luôn luôn hành đại bi tâm, khiến cho tâm thấm nhuần, tức cũng là có trí huệ quang minh. Do đó phú nhân ốc, đức nhân thân, người giàu thì xây nhà cửa đẹp đẽ, người có đức thì có quang minh. Tôi thường nói, hãy thật nhận lỗi mình, đừng nói lỗi kẻ khác, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Mỗi người phải nhận lỗi lầm của mình, không nên đổ lỗi người không đúng. Khổng Tử có nói, biết lỗi mà sửa thì chẳng có việc thiện nào lớn bằng. Thời xưa Đại Vũ nghe người nói lỗi mình thì lại, Khổng Lồ nghe người nói lỗi mình thì vui mừng. Khi chúng ta nói chuyện thì thường phạm mau bệnh, tức là thích bàn luận về chuyện thị phi của người, phê bình dài ngắn của người, nhưng chẳng nói lỗi lầm của mình. Đây cũng giống như quả đậu trên lưng heo, chỉ thấy heo đen mà chẳng thấy mình đen, đây là hành vi ngu si. Người xưa nói, người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi lầm. Do đó có thể thấy, bậc thánh nhân chẳng có lỗi lầm, quân tử thì hay sửa đổi lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì hay che giấu lỗi lầm. Đây là sự khác biệt, chìa khóa là tại chỗ này. Chỗ người ta không đúng, tức là mình không đúng. Tại sao? Vì người ta và mình vốn là một thể, do đó đồng thể đại bi. Nếu nghĩ như thế thì đạt được cảnh giới vô tranh tam muội. Nếu thấy đường hiểm, xin nguyện chúng sinh trụ tránh pháp giới, lìa các tội nạn. Nếu như thấy con đường nguy hiểm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh trụ tại chánh pháp giới, lìa khỏi tất cả tội nghiệp chướng ngại, đắc được tất cả trí huệ thanh tịnh. Đường nguy hiểm tức là sáu nẻo luân hồi, hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên súc sinh, hốt nhiên ngạ quỷ, hốt nhiên người, hốt nhiên Atula. Cho nên nói, đường sáu nẻo là nguy hiểm. Phật nói, được thân người như đất trong bàn tay, mất đi thân người như đất ngoài đại địa. Chứng minh thân người khó được, cổ đức nói, thân người khó được, nay đã được, Phật pháp khó nghe, nay đã nghe, đời này chẳng mau độ thân này, còn đợi trường nào độ thân này. Nếu thấy chúng hội, xin nguyện chúng sinh nói pháp thâm sâu, tất cả hòa hợp. Nếu như thấy đại chúng tụ họp lại với nhau thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh nói diệu pháp thâm sâu vô thượng, khiến cho tất cả hòa hợp mà chẳng tranh luận. Nếu thấy cây lớn, xin nguyện chúng sinh lìa tâm tranh luận, chẳng có phẫn hận. Nếu như thấy cây lớn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh lìa khỏi tâm tranh luận, chẳng có tâm phẫn hận, tức cũng là kẻ oán người thân đều bình đẳng, đều xem như nhau. Do đó oán nên giải, không nên kết, ai ai cũng quá như thế thì mọi sự đều tốt đẹp. Nếu thấy tùng lâm, xin nguyện chúng sinh, các trời và người đều nên kính lễ. Nếu như gặp tùng lâm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, các người trên trời và người ở nhân gian đều nên cung kính lễ bái, đừng có tâm cống cao ngã mạn. Người xuất gia ở trong đạo tràng gọi là tùng lâm. Tại sao? Vì mỗi người xuất gia giống như một cây lớn, mọi người ở một chỗ với nhau, cùng nhau sinh sống giống như tùng lâm,
cho nên gọi là Tùng Lâm. Nếu thấy núi cao sinh nguyện chúng sinh, căn lành vừa trội, chẳng ai đến đỉnh. Nếu như thấy núi cao thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh, căn lành vượt hơn tất cả mọi người, đã đạt đến đỉnh cao nhất, chẳng ai có thể đến đỉnh được. Thấy cây gài đâm sinh nguyện chúng sinh, đâm phải ba độc mau được quét sạch. Khi thấy hình cây gài đâm thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh mau quét sạch tham sân si ba độc đâm trích. Ba độc này lợi hại giống như tên độc, nếu bất hạnh bị đâm trúng, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì có thể mất mạng. Thấy cây sum xuê sinh nguyện chúng sinh dùng định giải thoát làm bóng sáng tre. Khi thấy hình cây cối sum xuê thì nên phát nguyện, sinh nguyện chúng sinh dùng định lực giải thoát để làm bóng sáng tre, giống như bóng cây tre mát khiến cho chúng sinh được mát mẻ. Nếu thấy hoa nở, sinh nguyện chúng sinh thần thông các pháp như hoa khai nở. Nếu như thấy hoa nở thì nên phát nguyện, nguyện cho chúng sinh đều đắc được thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn và các pháp giống như hoa nở rộ sum xuê. Nếu thấy cây hoa, sinh nguyện chúng sinh các tướng như hoa đủ 32. Nếu như thấy cây nở hoa thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh, tất cả các tướng giống như hoa, đầy đủ 32 tướng đại nhân 80 vẻ đẹp. Nếu thấy trái thật, sinh nguyện chúng sinh được pháp thủ thắng chứng đạo Bồ Đề. Nếu thấy cây kết trái thật thì nên phát nguyện, sinh nguyện chúng sinh được pháp thủ thắng chứng được đạo Bồ Đề, tức cũng là Niết Bàn giác đạo. Nếu thấy sông lớn, sinh nguyện chúng sinh được vào dòng pháp, vào biển trí Phật. Nếu như thấy sông lớn thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh vào được dòng pháp, tức cũng là nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh mới có thể vào biển trí huệ của Phật. Nếu thấy đầm trạch, sinh nguyện chúng sinh mau ngộ một vị pháp của chư Phật. Nếu như thấy chỗ có nước ứ động thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh phải mau giác ngộ một vị pháp của ba đời chư Phật, tức cũng là đạo lý các pháp thật tướng. Nếu thấy ao hồ, sinh nguyện chúng sinh cứ nghiệp đầy đủ, khéo về diễn nói. Nếu như thấy ao hồ thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh, nghiệp lời thiện đầy đủ, dùng phương tiện khéo léo để diễn nói đạo lý các pháp thật tướng. Nếu thấy giếng nước, sinh nguyện chúng sinh đầy đủ biện tài, nói tất cả pháp. Nếu như thấy giếng nước thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh, đầy đủ bốn biện tài, pháp vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, lạc thuyết vô ngại biện tài, khéo diễn nói tất cả diệu pháp. Nếu thấy suối vọt, sinh nguyện chúng sinh phương tiện tăng trưởng, căn lành vô tận. Nếu như thấy suối vọt thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh trí phương tiện tăng trưởng, căn lành chẳng cùng tận. Chúng sinh chẳng trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho chín mùi, người căn lành đã chín mùi thì khiến cho giải thoát. Nếu thấy cầu đường, sinh nguyện chúng sinh rộng độ tất cả như là cầu lương. Nếu thấy cầu đường thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh rộng độ tất cả chúng sinh như là cầu lương, độ chúng sinh từ bờ sinh tử bên này qua đến bờ niết bàn bên kia. Tóm lại, muốn qua sông sinh tử thì phải có cầu bát nhã. Nếu thấy nước chảy, sinh nguyện chúng sinh được ý muốn thiện tẩy trừ cấu hoặc. Nếu thấy chỗ có nước chảy thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh được ý muốn thiện tẩy trừ cấu hoặc, vĩnh viễn thanh tịnh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cứ khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, đây tức là cấu hoặc. Thấy người làm vườn, sinh nguyện chúng sinh cạo bỏ cỏ ái trong vườn năm dục. Khi thấy có người làm vườn thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh cạo bỏ cỏ ái dục trong vườn năm dục, tài sắc danh ăn ngủ, nó chướng ngại trong vườn bồ đề hay khiến cho chúng sinh đọa lạc. Chúng ta phải cạo tận gốc rễ mới dứt hậu hoạn. Cho nên người tu hành phải dứt dục trừ ái, tức là nhổ sạch rễ cỏ ái khiến cho nó vĩnh viễn chẳng sinh ra nữa. Thấy rừng vô ưu, sinh nguyện chúng sinh vĩnh lìa tham ái, chẳng sinh lo sợ. Khi thấy rừng cây vô ưu thì nên phát nguyện, sinh nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn ra lìa tâm tham và tâm ái thì sẽ đắc được bình an, chẳng lo âu, chẳng sợ hãi. Nếu không thì lúc nào cũng ở trong lo sợ. Phật là người nghiệp sạch tình không, chúng sinh là người nghiệp nặng tình mê.
Nếu dụng công tu hành, dần dần nghiệp sẽ tiêu sạch, tình cũng không còn nữa, như vậy sẽ thành Phật. Tại sao nghiệp chẳng sạch, tình chẳng không? Vì có tâm tham, tâm ái, tâm sân, tâm si, cho nên tâm bồ đề chẳng sinh trưởng, nên không thể thành Phật. Nếu thấy vườn tược, xin nguyện chúng sinh, sinh tu các hạnh, hướng Phật bồ đề. Nếu như thấy vườn tược, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, sinh tu tất cả hạnh môn hướng về Phật bồ đề, tức là đến quả vị giác ngộ. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Đường, bà ta hạ chiếu cho thần hoa quản lý tất cả hoa, mùa đông đều nở hết, mới làm bài thơ rằng: Minh triều du thượng uyển, quả thụ bao xuân chi, hoa tu vận dạ phát, mạc đãi noãn phong suy. Ngày thứ hai bà ta ngự vườn hoa xem, thì quả nhiên hết thảy hoa cỏ cây cối đều nở rộ rất mỹ lệ. Lòng của bà ta rất vui mừng, tự biết có mạng làm vua. Chẳng những hữu tình chúng sinh phục tùng mạng lệnh của bà ta, mà vô tình chúng sinh cũng phục tùng mạng lệnh của bà ta. Thuở xưa Võ Tắc Thiên đã từng được Phật thọ ký ở Trung Quốc sẽ có một nữ hoàng đế để hộ trì Phật Pháp. Đời tư của bà ta tuy lãng mạn, bị người chửi rủa, nhưng đối với Phật Pháp bà ta có sự cống hiến rất lớn. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này là do bà ta phái người đến Tây Vực nước Vu Chấn thỉnh về để dịch ra, đó là Tam Tạng Pháp Sư Thật Xa Nan Đà dịch. Đời nhà Tấn có Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La đã dịch 60 quyển, thành 80 quyển lưu truyền thế gian. Bà ta là công thần của Phật giáo, có ghi bài kệ: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên và ước nam tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bài kệ này đã truyền đến ngày nay, khi tụng kinh thì trước hết tụng bài kệ này. Thấy người nghiêm sức, xin nguyện chúng sinh được ba hai tướng dùng để trang nghiêm. Thấy người trang nghiêm tu sức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được 32 tướng 80 vẻ đẹp để làm trang nghiêm tốt đẹp, khiến cho người thấy đều khởi tâm cung kính. Thấy chẳng nghiêm sức, xin nguyện chúng sinh xả các trang sức đủ hạnh đầu đà. Khi thấy người chẳng nghiêm sức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả đủ trang sức đầy đủ hạnh đầu đà khổ hạnh. Đầu đà dịch là đầu số, tức là phát khởi tinh thần khắc phục khó khăn, tức cũng là luôn tinh tấn chẳng ngừng nghỉ. Đầu đà có 12 thứ: một, ở nơi an lan nhã, tức là nơi vắng lặng yên tĩnh xa chỗ ồn ào; hai, thường đi khất thực, chẳng ăn thức ăn của tăng đoàn; ba, khất thực thứ lớp, chẳng lựa nhà giàu nghèo; bốn, ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, quá ngọ không ăn; năm, ăn có tiết lượng, chỉ thọ một bát cơm; sáu, quá ngọ chẳng uống nước có chất bổ, quá ngọ chẳng uống sữa mật; bảy, mặc y phấn tào, lượm vải người bò, nhuộm may y mặc; tám, chỉ có ba y, tức là y 5 điều, y 7 điều và y 25 điều; chín, ngồi chỗ mồ mả, ở chỗ mồ mả; 10, đêm nghỉ dưới gốc cây, ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây nhưng chẳng quá 3 đêm; 11, ngồi ở giữa trời, ngồi nơi lộ thiên chẳng sợ gió thổi nắng nóng; 12, thường ngồi không nằm, tức là đêm ngủ ngồi chẳng nằm ra, ngồi kiết già mà ngủ. Thấy người chấp vui, xin nguyện chúng sinh lấy pháp làm vui hoan hỷ chẳng bỏ. Khi thấy người chấp trước khoái lạc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dùng pháp để làm vui, tức cũng là lạy Phật, bái sám, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân, hoan hỷ pháp vui mà chẳng xả bỏ, như vậy mới phá trừ chấp vui. Thấy chẳng chấp vui, xin nguyện chúng sinh trong việc hữu vi tâm chẳng chỗ vui. Khi thấy người chẳng có chấp vui thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ở trong việc có hình có tướng thì trong tâm chẳng có tham trước bất cứ cảnh giới gì. Thấy người an vui, xin nguyện chúng sinh thường được an lạc, ưa cúng dường Phật. Khi thấy người hoan hỷ khoái lạc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thường được an ổn khoái lạc. Làm sao đắc được? Trước hết phải biết đủ, sau phải nhẫn nại. Do đó có câu: biết đủ an vui, nhẫn nại bình yên, phải hoan hỷ cúng dường chư Phật. Thế người khổ não, xin nguyện chúng sinh được trí căn bản, diệt trừ các khổ.
Khi thấy người thống khổ phiền não, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ căn bản để diệt trừ tất cả khổ não. Tại sao lại có khổ? Vì chẳng có trí huệ. Đối với sự việc nhìn chẳng rõ hoặc chẳng nhận thức thì sẽ sinh ra khổ não. Người có trí huệ thì nhìn xuyên thủng tất cả, buông xả đặng sẽ đắc được tự tại. Tự tại tức là khoái lạc. Vì thế giới này là thế giới vạn khổ thiêu đốt, vạn ác đầy rẫy, cho nên ai ai cũng có khổ não. Làm thế nào để chẳng còn khổ não? Thì phải sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Thấy người không bệnh, xin nguyện chúng sinh vào trí chân thật, vĩnh chẳng bệnh não. Khi thấy người chẳng có tật bệnh, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân thật, vĩnh viễn chẳng có bệnh tật phiền não. Tại sao hay có bệnh tật? Vì chẳng an vui. Do đó có câu, tự cổ thần tiên chẳng phép khác, rộng sinh hoan hỷ, chẳng sinh buồn. Đây là bí quyết thân tâm khỏe mạnh. Thấy người bệnh tật, xin nguyện chúng sinh biết thân không tịch, lìa khỏi tranh luận. Khi thấy người có bệnh tật, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải biết thân thể là do bốn đại, đất nước gió lửa giả hợp mà thành, vốn là không tịch, đừng chấp trước thân thể này. Khi bốn đại này phân tán thì chẳng còn gì nữa, hiện tại là mượn giả tu chân, nghĩa là tu pháp thân chân như. Tự nhiên biết thân thể là không tịch, thì nên lìa khỏi pháp tranh luận, nghĩa là đừng tranh với người, đừng tranh với đời, đạt đến cảnh giới tam muội không tranh. Thấy người xinh đẹp, xin nguyện chúng sinh nơi Phật Bồ Tát thường sinh tịnh tín. Khi thấy người ngũ quan xinh đẹp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ở trước Phật Bồ Tát phải thường có tâm tin thanh tịnh, không thể sinh tâm hoài nghi hoặc tâm phỉ báng. Người ngũ quan đoan chánh là do thuở xưa hoan hỷ cúng dường chư Phật. Trong kinh Nhân Quả có nói, đời này xinh đẹp sắc mặt tốt, đời trước hương hoa cúng trước Phật. Trong bổn kinh này có nói, tin là nguồn đạo mẹ công đức dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Lại nói, Phật Pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Cho nên nghiên cứu Phật Pháp phải có tín giải hành chứng bốn giai đoạn mới có sở thành tựu. Thấy người xấu xí, xin nguyện chúng sinh nơi việc chẳng lành, đừng sinh vui chấp. Khi thấy người ngũ quan xấu xí thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đối với việc chẳng lành thì đừng sinh tâm vui chấp. Nên xa lìa tà tri tà kiến, nên gần gũi tránh tri tránh kiến. Người xấu xí là do nghiệp chướng quá nặng, giống như Atula, tức là chẳng xinh đẹp. Tại sao chẳng xinh đẹp? Vì chúng ưa thích đấu tranh, làm thương hại ngũ quan của người. Cho nên khi làm Atula thì ngũ quan chẳng xinh đẹp. Do đó có câu, đời này giết hại nhiều, đời sau chẳng xinh đẹp. Thấy người báo ân, xin nguyện chúng sinh nơi Phật Bồ Tát nên biết ân đức. Khi thấy người biết báo ân đức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đối với chư Phật Bồ Tát nên biết ân đức của Phật, ân đức của Bồ Tát. Vậy Phật Bồ Tát đối với chúng ta có ân đức gì? Trong quá khứ Phật vì giáo hóa chúng sinh mà đã từng bố thí đầu mắt tùy não, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm sớm thành Phật Đạo. Do đó có câu, thọ nhân đích thủy tri ân, đương tư dũng tuyển tri báo, nghĩa là nhận một giọt nước của người, hãy nghĩ báo đáp cả suối nước. Hết thảy chúng sinh nên báo ân Phật, ân Bồ Tát, ân cha mẹ, ân sư trưởng. Sau khi làm công đức rồi, nhất định phải hồi hướng, đọc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đèn bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu ai có thế nghe, đều phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Thấy người bội ân, xin nguyện chúng sinh với người tội ác, đừng thêm báo thù. Khi thấy người vong ân bội nghĩa thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh. Đối với người có tội ác thì phải dùng đức để cảm hóa, chứ đừng sinh tâm báo thù. Nếu thấy sa môn, xin nguyện chúng sinh đều như vắng lặng, xuất gia bậc nhất. Nếu như thấy sa môn, người xuất gia thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh điều hòa tâm tánh cao cường của mình biến thành nhu thuận, chẳng có phiền não, tức là vắng lặng. Nếu chẳng có giận dữ thì rất an lạc, tương lai nhất định thành bậc nhất thiết trí, tức cũng là Phật. Sa môn dịch là tức tử, tức là sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si,
tức cũng là tỳ kheo. Tỳ kheo dịch là khất sĩ. Ngoài khất xin thức ăn, dưỡng xác thân, trong xin pháp nuôi huệ mạng. Thế Hy Bà La Môn xin nguyện chúng sinh luôn giữ phạm hạnh để tất cả ác. Khi Thế Hy Bà La Môn tu hạnh thanh tịnh thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn tu trì hạnh thanh tịnh để bỏ tất cả hạnh ác. Bà La Môn là Ấn Độ giáo, tu hành rất nhận chân, cũng ăn chay tu khổ hạnh, song có lúc sinh tâm sân hận, cho nên có ác. Thấy người khổ hạnh, xin nguyện chúng sinh nương nơi khổ hạnh đến nơi rốt ráo. Khi thấy người tu khổ hạnh thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải đương công đức khổ hạnh để đạt đến nơi rốt ráo, tức cũng là đến quả vị Phật. Tu khổ hạnh có thể trợ đạo, nhưng không thể tu khổ hạnh vô ích. Ngoại đạo ở Ấn Độ, nào là giữ giới bò, giữ giới chó, học lối sống của bò chó, cho rằng có thể sinh về trời. Họ chẳng biết nhân quả, tại sao bò chó sinh về trời. Đây là tu đùi luyện mù, lãng phí công phu. Có khổ hạnh, có ích, tức là hạnh đầu đà. Nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn, chịu điều người khác không thể chịu, lấy khổ làm vui. Tôi thường nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Người tu khổ hạnh phải chú ý, tất cả không thể miễn cưỡng. Tùy theo tự nhiên, nếu quá miễn cưỡng thì sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Tế người giữ hạnh, xin nguyện chúng sinh kiên trì trí hạnh, không bỏ Phật đạo. Tế người tánh tỉnh hòa mục, hành vi thanh cao, lúc đó phải phát nguyện, xin nguyện cho tất cả chúng sinh phải kiên trì trí nguyện và hành vi của mình, vĩnh viễn y chiếu Phật pháp mà tu hành, sớm thành Phật đạo. Tế người mặc giáp, xin nguyện chúng sinh thường mặc giáp lành, hướng pháp vô sư. Khi thấy người mặc đồ giáp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thường mặc giáp lành, hướng về pháp không thầy tự thông hiểu. Người tu hành có một loại giáp, tức là thiện, phải mặc giáp tinh tấn, dũng mãnh tiến về trước, phá tan 10 quân ma lớn thì nhất định sẽ thắng lợi. 10 quân ma lớn đó là: 1. Dục là quân thứ nhất. 2. Sầu muộn là quân thứ hai. 3. Đói khát là quân thứ ba. 4. Ái là quân thứ tư. 5. Thủy miên là quân thứ 5. 6. Sợ hãi là quân thứ 6. 7. Nghi là quân thứ 7. 8. Hàm độc là quân thứ 8. 9. Lợi dưỡng là quân thứ 9. 10. Tự cao là quân thứ 10. Thấy không mặc giáp, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa tất cả những nghiệp bất thiện. Khi thấy người chẳng mặc giáp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nghiệp bất thiện. Nếu chẳng có nghiệp ác thì căn lành sẽ tăng trưởng mà được giải thoát. Thấy người luận nghị, xin nguyện chúng sinh nơi các gì luận đều hàng phục được. Khi thấy người kéo biện luận nghị thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải phá tan tất cả dị luận, tà tri tà kiến khác. Ở Ấn Độ có luận sư ngoại đạo kéo luận nghị, lấy phải làm trái, lấy đen làm trắng. Dù chẳng có đạo lý mà biện ra có đạo lý, tuy họ có biện tài vô ngại nhưng thuộc về thế trí biện thông, một chút cũng chẳng qua được sự khảo nghiệm. Cho nên xưa kia có lúc sai một ly đi ngàn dặm, đem chân lý biến thành luận bậy. Thấy người tránh mạng, xin nguyện chúng sinh được mạng thanh tịnh, chẳng giả oai nghi. Khi thấy người nghề nghiệp tránh đáng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được mạng thanh tịnh, chẳng giả bộ oai nghi, nghĩa là chẳng hiện tướng kỳ đặc. Người tu hành không nên làm năm thứ tả mạng để sinh sống. 1. Trá hiện kỳ đặc, cố ý hiện ra chẳng giống như mọi người khác. Tại sao? Vì muốn khiến người chú ý. 2. Tự nói công đức, nghĩa là tự mình tuyên truyền, tôi làm những công đức gì, có cống hiến gì cho chúng sinh, tự mình khen ngợi mình, nói theo nhà nho thì là khoe thiện, phô trương tài năng của mình. Trong luận ngữ có nói rằng, một ngày nọ, Nhan Hồi và Tử Lộ đứng hầu bên cạnh Khổng Tử. Khổng Tử nói, mỗi người hãy nói theo chí nguyện của mình. Tử Lộ nói, nguyện đem xe ngựa quần áo chia sẻ cho bạn bè cùng hưởng với nhau, mà tôi cũng chẳng oán giận. Nhan Hồi nói, tôi nguyện chẳng khoe khoang việc tốt lành của mình, chẳng phô trương công đức của mình. Đây là chí nguyện của Nhan Hồi, cao minh hơn Tử Lộ. Chí nguyện của Tử Lộ là hữu hình, còn chí nguyện của Nhan Hồi là vô hình. Bà chiêm bói tướng Cát Hùng.
Vị người trên bói xem tướng phê bát tự chuyên môn nói về việc lành giữ họa phước để uy hiếp người. Nếu phá giải thì phải đem tiền ra mới có thể tiêu tai hóa dữ làm lành. Đây là hành vi gạt người, cho nên người xuất gia tuyệt đối cấm không được làm. 4. Cao thành hiện oai khiến cho người kính sợ. Hiện ra hình dạng oai phong khiến cho người thấy mà sinh tâm cung kính và tâm sợ sệt. 5. Nói người cúng dường. Vào mỗi pháp hội thì nói với cư sĩ phát tâm cúng dường như thế nào, lại nói pháp hội nào đó có cư sĩ phát tâm cúng dường. Đây là hóa duyên, đó là ý nghĩa đại khái về năm thứ tà mạn. Hiện tại là thời đại mạt pháp, người thật sự hiểu biết Phật pháp, người y theo pháp tu trì có được mấy người? Người xuất gia chẳng phạm năm thứ tà mạn lại có được mấy người? Có thể nói là lông phụng sừng lân, ít lại càng ít. Chúng ta người tu hành phải y chiếu Phật chế để tu hành, không thể chế ra điều khác theo ý của mình làm cho khác lạ. Có người hỏi: Hòa thượng, tức thầy nói như thế, các thầy Trung Quốc chẳng có đáp y, tại sao thầy lại đáp y? Hàng ngày tôi đáp y là giữ gìn theo Phật chế, chứ chẳng phải làm cho khác lạ. Phàm là đệ tử của Phật đều phải mặc y hàng ngày. Vì khí hậu hoàn cảnh tập quán của Trung Quốc cho nên chẳng mặc y, kỳ thật đó là sai lầm. Luôn luôn phải mặc y mới đúng. Đây là Phật chế ra, chẳng có ai được sửa đổi. Năm trước tôi có đến Đài Loan giảng kinh, có người ở trong điện thoại chất vấn rằng: Quý thầy ở Mỹ đến hàng ngày mặc y, ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm. Nếu các thầy đúng thì Phật giáo Trung Quốc không đúng, nếu các thầy không đúng thì Phật giáo Trung Quốc đúng. Hỏi rất là lợi hại, tôi đáp trong điện thoại: Phật giáo tại Trung Quốc chẳng đáp y cho là đúng. Vậy cứu kính đúng hay không đúng, chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai hiểu. Vì ông cũng chẳng mặc y, họ cũng chẳng mặc y, mọi người đều như thế, cho nên chẳng mặc y. Các vị thấy y, các thầy bên Nam Tông mặc, đó mới là chân chánh y chiếu theo Phật chế. Vì khí hậu Trung Quốc lạnh, mùa đông phải mặc quần áo, cho nên đáp y bên ngoài áo lạnh. Có lúc gió lớn thổi rớt, mình còn chẳng biết. Lúc đó ông thầy thông minh, hòa thượng ngu dốt, bèn nghĩ ra một biện pháp, chọn ra một pháp phương tiện để giải quyết vấn đề này, do đó hình thành kiểu dạng hiện nay. Người xuất gia nên luôn luôn đáp y, vì lâu ngày tháng dài cầu kỳ phương tiện mọi người chẳng đáp y thì lâu dần đã thành tập quán. Vấn đề này nên khảo chứng một phen. Đáp y là hiện tướng tỳ kheo, có thể thọ trời người cúng dường. Nếu chẳng đáp y thì chẳng thành tướng tỳ kheo, mất đi oai nghi của tỳ kheo. Vì người tiểu thừa quá chấp trước cho nên chẳng cầu tiến bộ có giới hạn nhất định, song người đại thừa quá phương tiện, tất cả chẳng có quan hệ, không đáp y cũng được. Ngược lại nói đáp y là không đúng, thật khiến cho người cười thị phi. Nếu thấy ông vua xin nguyện chúng sinh được làm pháp vương, luôn truyền chánh pháp. Nếu như thấy được hoàng đế thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh được làm pháp vương, luôn luôn truyền đại pháp luân để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều khổ ba cõi được vui niết bàn. Nếu thấy thái tử xin nguyện chúng sinh từ pháp hóa sinh mà làm Phật tử. Nếu như thấy được thái tử thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh từ pháp vương hóa sinh mà làm đệ tử của Phật. Phật tử nơi các pháp mà đắc được thù thắng tự tại cho nên gọi là pháp vương. Từ miệng Phật sinh tiếp nối huệ mạng của Phật cho nên gọi là con của đấng pháp vương. Phạm là tùy thuận Phật đạo, dùng pháp làm thức ăn đều là pháp tử. Nếu thấy trưởng giả xin nguyện chúng sinh kéo sự phán quyết chẳng làm điều ác. Nếu như thấy được trưởng giả cao niên có đức thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh khéo biện minh phán đoán, nhận rõ thị phi thiện ác, như thế mới có thể không làm điều ác. Nếu thấy đại thần xin nguyện chúng sinh luôn giữ chánh niệm tập làm điều lành. Nếu như thấy được đại thần thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh luôn luôn giữ chánh niệm học tập thực hành tất cả việc lành. Ở trên là 55 nguyện. Là nguyện phát ra lúc đi khất thực hành đạo, 12 nguyện đầu là lúc đi trên đường, 19 nguyện kế tiếp là lúc thấy dự cảnh, 24 nguyện sau là lúc gặp nhân vật. Nếu thấy thành quách, xin nguyện chúng sinh được thân kiên cố, tâm trọng khuất phục.
Nếu như thấy được thành trong quách ngoài, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được thân thể kiên cố, tâm chẳng quanh co mà là ngay thẳng, nghĩa là chẳng ích kỷ lợi mình, đại công vô tư. Nếu thấy kình đồ, xin nguyện chúng sinh, công đức cùng tụ, tâm luôn vui mừng. Nếu như thấy được kình đồ, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tụ công đức lại với nhau, trong tâm thường sinh hoan hỷ vui mừng. Do đó có câu, làm việc thiện là điều vui nhất, giúp người là gốc của sự vui. Thấy nơi rừng trầm, xin nguyện chúng sinh nên vì trời người làm chỗ khen ngưỡng. Thấy được rừng cây và hồ đầm có cỏ, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh nên vì trời người làm chỗ khen ngợi và ngưỡng mộ. Vào làng khất thực, xin nguyện chúng sinh vào sâu pháp giới, tâm chẳng chướng ngại. Khi vào làng đi khất thực, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vào pháp giới thâm sâu, tâm chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có phiền não. Do đó có câu, muốn trừ phiền não trước phải quên cái ta. Nếu chẳng có cái ta thì phiền não gì cũng chẳng có. Đến cửa nhà người, xin nguyện chúng sinh vào khắp tất cả các môn Phật Pháp. Khi đến cửa nhà người ta, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vào khắp tất cả 84.000 pháp môn, thể đều minh bạch thấu rõ. Do đó có câu, Phật Pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Vào nhà người rồi, xin nguyện chúng sinh được vào Phật thừa ba đời bình đẳng. Khi vào nhà người ta rồi, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được vào duy nhất một Phật thừa, bình đẳng với ba đời chư Phật, mà chẳng có sự khác biệt. Ba thừa là phương tiện khéo léo, Phật thừa là chân thật viên mãn. Thế người chẳng xả, xin nguyện chúng sinh thường chẳng bỏ lìa pháp thắng công đức. Khi thấy được người san tham chẳng xả bỏ, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải luôn luôn chẳng xả bỏ để khỏi pháp công đức thủ thắng, tức cũng là làm nhiều việc thiện. Do đó có câu, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm. Phải biết, việc ác tuy nhỏ cũng đừng làm, vì việc ác lớn là từ nhỏ tập tụ mà thành. Việc thiện tuy nhỏ cũng phải làm, vì việc thiện lớn là từ việc thiện nhỏ tích tụ mà thành. Thấy người hay xả, xin nguyện chúng sinh vĩnh được xả lìa khổ ba đường ác. Khi thấy người chịu bố thí thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi khổ ba đường ác. Tại sao hay đọa lạc vào ba đường ác? Vì có tâm tham sân si ba độc. Chúng sinh có tâm tham thì đọa vào đường ngạ quỷ. Chúng sinh có tâm sân thì đọa vào đường súc sinh. Chúng sinh có tâm si thì đọa vào đường địa ngục. Ba đường ác này thật là khổ, khó mà tả được. Nếu thấy bát không, xin nguyện chúng sinh tâm được thanh tịnh, không có phiền não. Nếu như thấy bát không, trước khi khất thực, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm được thanh tịnh, chẳng có tham sân si, thì chẳng có phiền não, luôn luôn an vui. Chúng ta người tu hành hàng ngày đang tu gì? Tức là tu chẳng có phiền não. Do đó có câu, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Song phiền não tức bồ đề, chẳng phải ngoài phiền não có bồ đề. Tức là trong phiền não tức là bồ đề, dễ như trở bàn tay. Dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được tức là phiền não. Giới định huệ tức là bồ đề, tham sân si là phiền não. Bồ đề tựa như nước, tùy duyên mà đổi. Đổ vào chậu vuông thì hình vuông, đổ vào chậu tròn thì hình tròn. Nhưng tánh nước chẳng thay đổi. Phiền não giống như băng, hình trạng chẳng đổi. Hình vuông không thể đổi hình tròn, hình tròn không thể đổi hình vuông. Nói tóm lại, dùng một bát nước tát bên đầu người thì chẳng có cảm giác đau đớn gì. Nếu dùng một bát nước đã đóng thành băng phang lên đầu người thì có thể làm chết người. Mục đích chúng ta tu hành là sinh tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, tức cũng là làm cho băng hóa thành nước, biến ngu si thành trí huệ. Nếu thấy bát đầy, xin nguyện chúng sinh đầy đủ thành mãn tất cả pháp lành. Nếu như thấy bát đầy, có người cúng dường thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh làm gì cũng đều đầy đủ thành tựu viên mãn tất cả pháp lành. Nằm dưới 10 điều lành là pháp lành thế gian, ba học 6 độ là pháp lành xuất thế. Nếu được cung kính, xin nguyện chúng sinh cung kính tu hành tất cả Phật Pháp. Tỳ kheo ôm bát đi khất thực, nếu có người cung kính đảnh lễ,
thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải tất cung tất kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tu hành thân ngữ ý ba nghiệp và tất cả Phật Pháp. Không được cung kính, xin nguyện chúng sinh chẳng làm tất cả các pháp bất thiện. Nếu như chẳng được người cung kính thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đừng làm tất cả các pháp chẳng lành. Thấy thức ăn ngon, xin nguyện chúng sinh đầy đủ ước nguyện, tâm chẳng dục vọng. Nếu như thấy được thức ăn ngon thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ những ước nguyện, cầu phú quý thì được phú quý, cầu sống lâu được sống lâu mà tâm chẳng hâm mộ dục vọng của họ. Được thức ăn dở, xin nguyện chúng sinh thảy đều đắc được các vị tam muội. Nếu được thức ăn chẳng ngon thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thảy đều đắc được tử vị của tất cả tam muội. Được thức ăn mềm, xin nguyện chúng sinh huân tập đại bi tâm ý mềm mại. Nếu được thức ăn mềm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh huân tập đại bi, nên tâm ý nhu hòa mà chẳng sân hận. Nhu nhuyễn tức là nhẫn nhục tức là tâm đại bi. Được thức ăn cứng, xin nguyện chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, rất tham ái đời. Khi được thức ăn cứng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, rất hẳn tâm tham ái của thế gian. Thấy người hổ thẹn, xin nguyện chúng sinh đủ hạnh hổ thẹn, che hộ các căn. Khi thấy người biết hổ thẹn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải đầy đủ hành vi hổ thẹn, phải cẩn thận giữ gìn các căn, đừng chuyển theo cảnh giới. Trong luận ngữ có nói, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Đây là phương pháp che hộ các căn. Người tu hành phải thường sức hổ thẹn mới cung hành thực tiễn, trợ giúp cho sự tu hành. Nếu chẳng hổ thẹn thì vĩnh viễn chẳng thành tựu. Tại sao? Vì chẳng biết sửa đổi lỗi lầm, chẳng biết tinh tấn thì chẳng có ngày thành công. Thấy chẳng hổ thẹn, xin nguyện chúng sinh bỏ chẳng hổ thẹn, trụ đạo đại từ. Khi thấy người chẳng biết hổ thẹn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải xả bỏ hành vi chẳng hổ thẹn. Hổ thẹn tức là biết lỗi sửa đổi, thấy được pháp lành chẳng dám phạm tội là hổ. Thấy việc xấu hổ thì tuyệt đối chẳng làm là thẹn. Như vậy sẽ trụ ở đạo đại từ bi. Khi lúc ăn cơm, xin nguyện chúng sinh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Và lúc ăn cơm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh lúc ngồi thiền đắc được ăn vui nhẹ nhàng, lấy sự vui của thiền định làm thức ăn, ngồi ở đó thì chẳng đói chẳng khát, đắc được niềm vui của pháp tràn trề. Đây là cảnh giới ngồi thiền. Bất cứ là người xuất gia hay tại gia, khi ăn cơm thì phải ba niệm năm quán. Ba niệm, đây là lúc múc cơm lên ăn. Muỗng cơm thứ nhất nói nguyện đoạn trừ tất cả điều ác. Muỗng cơm thứ hai nói nguyện tu tất cả điều lành. Muỗng cơm thứ ba nói nguyện độ tất cả chúng sinh. Năm quán là: một, tính công bao nhiêu từ đâu đến, nghĩa là tính ra một hạt gạo phải dùng bao nhiêu công sức mới thu hoạch được, suy nghĩ nó đến chẳng dễ dàng. Bài thơ xưa có nói: giữa nắng trưa gay gắt, nông dân nhọc nhằn cuốc, mồ hôi đổ trên lúa, mỗi hạt bao đắng cay. Đây là tả sự làm cực khổ của người nông dân. Cổ đức có nói: hạt gạo thí chủ cho, nặng bằng núi Tu Di, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội lông trà. 2. Xem đức hạnh của mình thiếu hay đủ thọ cơm này. Phải nghĩ xem đức hạnh của mình có đủ chăng, thọ người cúng dường tâm có hổ thẹn chăng. Trong Tỳ Kheo Ni Mẫu Kinh có nói: nếu chẳng ngồi thiền tụng kinh, chẳng làm việc Phật Pháp Tăng mà thọ của đàn na thì sẽ bị đọa. 3. Phòng ngừa tâm đừng phạm lỗi, tham là gốc, phải phòng tâm phòng ý đừng khỏi lỗi lầm tham ăn. 4. Thức ăn là thuốc hay khiến thân khỏi khô héo. Ăn uống là thuốc hay chữa trị thân hình khô héo. Khi ăn thì đừng cầu ngon giờ, phải mượn giả tu thật, chỉ vì dưỡng thân để tu Phật đạo, đó là mục đích ăn cơm. 5. Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này. Vì cầu Phật Pháp, vì thành đạo nghiệp mới dùng cơm, xong chẳng phải tham ăn. Do đó, tham nhiều, nhai chẳng nát. Lãng phí thức ăn thì ngược lại có hại cho thân thể, cho nên Phật chế ngày ăn một bữa trưa, chẳng những hợp vệ sinh mà còn sống lâu. Nếu lúc thọ vị, xin nguyện chúng sinh được thượng vị Phật, cam lồ đầy đủ.
Nếu như lúc thọ vị thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được vị tối thượng của Phật, thường có vị đạo cam lồ đầy đủ phi thường. Khi Bồ Tát phổ hiền hành đạo Bồ Tát, thì vì điều hòa khẩu vị của đại chúng, lúc quá đường dùng trai, trên thân mang đến rất nhiều thứ bánh đủ mùi vị. Ai thích ăn mặn thì Ngài thêm chút muối, ai thích ăn ngọt thì Ngài thêm chút đường, ai thích ăn chua, Ngài thêm chút giấm, ai thích ăn cay thì Ngài thêm chút ớt, tóm lại đều khiến cho đại chúng hợp đầy đủ khẩu vị. Song có người cho rằng phục vụ chẳng chu đáo, tại sao? Vì khẩu vị của đại chúng khó điều hòa. Khi ăn cơm xong, xin nguyện chúng sinh sự việc đều xong đủ các Phật pháp. Khi ăn cơm xong thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh hết thảy sự việc đều hoàn thành đầy đủ tất cả Phật pháp. Khi dùng chai xong thì niệm, những gì thí chủ cho đều đắc được lợi ích, nếu vui vẻ bố thí sau sẽ được an lạc. Dùng cơm đã xong, xin nguyện chúng sinh sự việc đều xong đủ các Phật pháp. Nếu khi nói pháp, xin nguyện chúng sinh được biện vô tận, rộng nói pháp màu. Nếu như lúc giảng kinh thuyết pháp, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được biện tài vô ngại, vô cùng tận, tuyên nói yếu nghĩa Phật pháp rộng lớn, tức cũng là pháp thông sâu vi diệu vô thượng. Ở trên 22 nguyện là lúc vào thành khất thực nên phát nguyện. Mỗi một nguyện đều vì chúng sinh mà phát, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. Lúc ra khỏi nhà, xin nguyện chúng sinh vào sâu trí Phật, vĩnh thoát ba cõi. Lúc muốn đi ra khỏi nhà, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh sớm vào sâu đại viên cảnh trí của Phật. Do đó có câu, vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Lúc đó mới vĩnh viễn thoát khỏi tam giới 25 cõi. Nếu lúc vào nước, xin nguyện chúng sinh vào nhất thiết trí biết rõ ba đời. Nếu như lúc vào nước thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ, biết được nhân quả quá khứ hiện tại và vị lai. Tắm rửa thân thể, xin nguyện chúng sinh thân tâm chẳng dơ, trong ngoài sáng sạch. Khi tắm rửa thân thể thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh rửa sạch bụi bặm ngoài thân cho sạch sẽ, cũng phải rửa sạch ba độc trong tâm cho thanh tịnh, như vậy trong ngoài sẽ quang minh sạch sẽ. Mùa nắng nóng độc, xin nguyện chúng sinh để bỏ khổ não tất cả đều sạch. Khi mùa hè nắng nóng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh để bỏ tất cả khổ não, tiêu trừ sạch hết tất cả vọng tưởng phiền não thân tâm. Hết nóng đến mát, xin nguyện chúng sinh chứng pháp vô thượng, chốt ráo mát mẻ. Lúc bắt đầu vào mùa thu gió mát thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh chứng được pháp vô thượng, chẳng có nóng bức não hại, rốt ráo thần tầm mát mẻ, thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Năm nguyện ở trên là khất thực trở về trụ xứ, ăn cơm xong tắm rửa thì phát nguyện. Lúc đọc tụng kinh, xin nguyện chúng sinh thuận pháp Phật nói tổng trì chẳng quên. Lúc đọc tụng kinh điển thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải tùy thuận pháp của Phật nói mà tu hành, phải tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, tổng trì chẳng quên, phải ghi nhớ kinh văn và chú. Nếu được thấy Phật, xin nguyện chúng sinh được mắt vô ngại thấy tất cả Phật. Nếu như khi thấy được Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đạt được mắt chẳng chướng ngại, tức cũng là năm nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Người tu hành có lúc sẽ đạt được năm nhãn sáu thông, thấy được tất cả chư Phật. Có người chẳng tu hành, vì kiếp trước nỗ lực tu hành có căn lành rồi, cũng đắc được năm nhãn, bất quá ít có mà thôi. Tu hành vẫn là pháp căn bản, tu hành có công đức rồi thì sẽ khai mở năm nhãn. Lúc chiêm ngưỡng Phật, xin nguyện chúng sinh đều như phổ hiền, trang nghiêm, xinh đẹp. Lúc chú ý chiêm ngưỡng dung nhan của Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều trang nghiêm, xinh đẹp như Bồ Tát phổ hiền, khiến cho người thấy đều sinh tâm cung kính. Khi thấy tháp Phật, xin nguyện chúng sinh tôn trọng như tháp thọ trời người cúng. Khi thấy được tháp của Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tôn trọng chúng sinh như là tôn trọng tháp của Phật thọ trời người cúng dường. Người tu hành thấy pháp Phật thì nhất định phải lễ lại hoặc nhiễu tháp thì sẽ đắc được năm thứ phước. 1. Đời sau thân xinh đẹp.
2. Được tiếng nói tốt. 3. Được sinh về trời. 4. Được sinh vào nhà vua. 5. Được đạo Niết Bàn. Khi nhiễu tháp thì có 5 điều phải vâng giữ. 1. Cúi đầu nhìn đất mà đi. 2. Không được đạp lên côn trùng. 3. Không được nhìn ngó hai bên. 4. Không được khạc nhổ chung quanh tháp. 5. Không được nói chuyện với người khác. Phải giữ những điều trên, nếu không chẳng có công đức. Cung kính nhìn tháp, xin nguyện chúng sinh được các trời người thảy đều chiêm ngưỡng. Khi dụng tâm cung kính để chiêm ngưỡng tháp thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh được tất cả chư thiên và tất cả mọi người thảy đều cùng đến chiêm ngưỡng. Vì trong tháp là nơi cất chứa xá lợi của Phật, cho nên phải sinh tâm cung kính để nhiễu tháp, lễ tháp, nhìn tháp. Lúc đảnh lễ tháp, xin nguyện chúng sinh tất cả trời người chẳng thấy được đảnh. Khi đảnh lễ tháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tất cả trời người không thấy được đảnh tháp, tức cũng là chẳng thấy tướng đảnh. Đây là một tướng tốt trong 80 vẻ đẹp. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chú Lăng Nghiêm thì từ trong nhục kế cục thịt lồi trên đảnh đầu phóng ra trăm luồng quang minh báu. Trong trăm luồng quang minh báu lại vọt ra ngàn đóa hoa sen báu. Trên ngàn đóa sen, mỗi đóa lại hiện ra một vị hóa Phật, pháp thân, ngồi trên hoa sen báu. Trên nhục kế của mỗi vị Như Lai lại phóng ra 10 luồng trăm quang minh báu. Trong mỗi luồng quang minh lại thể hiện thần hộ pháp Kim Cang Mật Tích, nhiều như số cát sông Hằng. Một tay cầm núi Tu Di, một tay cầm chùy báu Kim Cang. Tận hư không khắp pháp giới đều đầy dẫy thần hộ pháp Kim Cang. Đại chúng trong pháp hội ngước đầu lên để nhìn Phật thì trong tâm vừa sợ vừa hoan hỉ, cầu xin Phật thương xót hộ giúp, một lòng một dạ lắng nghe Phật nói pháp. Lúc bấy giờ vô kiến đảnh tướng, nghĩa là tướng đảnh chẳng thấy của Phật. Vị hóa Phật đó dễ nói thần chú Lăng Nghiêm, cho nên nói thần chú Lăng Nghiêm là pháp thân của Phật nói, diệu không thể tả. Người tu hành nhất định phải coi trọng chú Lăng Nghiêm, vì chú Lăng Nghiêm có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở thế giới này, nếu có người tụng trì chú Lăng Nghiêm, thì trên thế gian sẽ không có ma vương xuất hiện ra đời. Tại sao? Vì thần chú này hay hàng phục tất cả ma quân, dẹp tan 10 đại ma quân. Nhiễu phải bên tháp, xin nguyện chúng sinh, làm đều không nghịch, thành nhất thiết trí. Lúc nhiễu bên phải của tháp, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, làm gì cũng phải thuận với Phật Pháp, không thể làm nghịch lại với Phật Pháp. Thuận là tu hành sẽ được trí huệ, nghịch là chẳng tu hành, đương nhiên là ngu si. Nếu hết thảy chẳng nghịch thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nhiễu phải là thuận, nhiễu trái là nghịch. Cho nên nhiễu Phật, nhiễu tháp đều nhiễu bên phải. Trong Kinh Công Đức có nói, diệt tất cả phiền não đầy đủ đại uy lực, vô lậu sáu thần thông đều do nhiễu tháp bên phải. Nhiễu tháp có công đức không thể nghĩ bàn như thế. Nhiễu tháp ba vòng, xin nguyện chúng sinh xin cầu Phật đạo tâm chẳng giải đãi. Khi đi nhiễu tháp bên phải ba vòng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dũng mãnh tinh tấn, xin tu Phật đạo, đừng sinh tâm giải đãi, đừng sinh tâm thối lùi, chỉ tiến về trước, không thể trung đạo tự hóa, bỏ dở giữa đường thì chẳng thành tựu. Tại sao lại nhiễu tháp ba vòng? Là biểu thị cung kính tam bảo, siêng tu ba học, diệt tham sân si ba độc, lại có thể nói là đại biểu cho ba cõi, xa lìa ba đường ác. Vì phát tâm bồ đề thì chẳng đoạn vào ba đường ác. Trong Kinh Ngũ Giới có nói, đi quanh ba vòng biểu thị cung kính tam bảo, diệt ba độc. Khen công đức Phật, xin nguyện chúng sinh các đức đều đủ, khen ngợi không hết. Khi khen ngợi công đức Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tán thán khen ngợi công đức chư Phật mới đạt được các công đức đầy đủ. Phải thời khắc khen ngợi truyền truyền vô tận. Phật có vạn đức trang nghiêm, đầy đủ ba giác, cho nên là Phật. Công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải khen ngợi công đức của Phật thì tương lai cũng có người khen ngợi công đức của chúng ta. Do đó có câu khen người thì người khen mình. Nghi thức trong Phật giáo tụng trì tán kệ ở trước Phật, tức là khen ngợi công đức của chư Phật Bồ Tát. Ví như kệ tán Phật A-di-đà: Phật Di-đà thân sắc vàng, tướng tốt chói sáng chẳng gì bằng.
hào quang trắng chuyển động như tu di, mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển. Trong quang minh có vô số hóa Phật, hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên, 48 nguyện độ chúng sinh, chín phẩm sen vàng lên bờ giác. Không thể có tư tưởng chẳng chánh đáng, nói tán tụng là ca sướng, là đùa cả trước Phật. Phải biết rằng sướng tụng là cung kính Phật, khen ngợi công đức của Phật, có thể tăng thêm căn lành của mình. 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng, một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sinh, mười là phổ giai hồi hướng. Vào khóa lễ sáng sớm đều tụng một lần, đa số tụng qua thì quên mất, chẳng vào trong đầu óc để nghiên cứu, rốt ráo làm có được hay không. Điểm này hy vọng mọi người đừng coi như là ca sướng, là việc phô diễn, phải y pháp tu hành, tán tụng ở trước Phật. Lễ Phật, tụng chú đều là pháp căn bản thành Phật, hay khiến cho tâm Bồ Đề tăng trưởng mà kết quả Bồ Đề thành Phật. Tôi thường nói, nếu nhìn người không đúng, khổ mình vẫn chưa nguôi, nếu mình hết khổ, nhìn ai cũng là Phật. Thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật vị lai, tất nhiên là cha mẹ quá khứ, mà nói chúng sinh chẳng đúng, tức là nói cha mẹ mình không đúng, chẳng cung kính đối với chúng sinh, tức là chẳng cung kính Phật. Nếu nghĩ như thế, thì sớm sẽ đủ các đức, chẳng có vấn đề gì cả. Khen Phật tướng tốt, xin nguyện chúng sinh thành tựu thân Phật, chứng pháp vô tướng. Lúc khen ngợi tướng tốt trang nghiêm của chư Phật, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thành tựu thân thể của Phật, chứng được pháp vô tướng, tức cũng là vô trí, cũng vô đắc. Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, mỗi tướng đều phải khen ngợi. Tại sao Phật có tướng tốt trang nghiêm? Vì thuở xưa Phật tu phước A Tăng kỷ kiếp, gieo trồng tướng tốt trong trăm ngàn kiếp, phước huệ viên mãn mà thành đấng lưỡng túc tôn. 10 nguyện ở trên là nguyện phát ra khen ngợi Phật, chốt ra làm tỳ kheo, mỗi cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải phát nguyện sinh tâm từ bi độ khắp chúng sinh. Nếu lúc rửa chân xin nguyện chúng sinh đủ sức thần túc đi đều vô ngại. Nếu như lúc rửa chân thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ sức thần túc thông, sở hành vô sở chướng ngại, nguyện đến đâu thì đến đó. Chư Phật Bồ Tát đều là chân không, chẳng mang giày tất. Tại sao? Vì Ấn Độ là nơi nhiệt đới, sinh hoạt tập quán là chân không, hai chân dễ dơ bẩn, cho nên mỗi ngày phải rửa chân. Trong Kinh Kim Cang có nói, lúc bấy giờ đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ Khất Thực. Ở trong thành Khất Thực theo thứ lớp rồi trở về chỗ cũ, ăn cơm xong thu y bát, rửa chân rồi bèn ngồi kiết già. Rửa chân là công khóa của người xuất gia, nếu chẳng rửa chân thì làm cho Phật đường dơ, đây cũng là chẳng cung kính Phật. Vào lúc đi ngủ xin nguyện chúng sinh thân được an ổn, tâm chẳng động loạn. Vào lúc đi ngủ thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh thân thể an ổn, tâm chẳng động loạn. Trước khi đi ngủ thì chắp tay lại niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 100 lần, niệm đến chẳng còn vọng tưởng nữa thì trong tâm thanh tịnh an ổn vào giấc mộng. Ngủ vừa thức dậy xin nguyện chúng sinh tất cả trí giác trông khắp mười phương. Lúc vừa ngủ dậy thì nên phát nguyện xin nguyện tất cả chúng sinh tất cả trí huệ giác ngộ tận hư không khắp pháp giới trong khắp mười phương. Ba nguyện ở trên là nguyện phát ra lúc ngủ nghỉ, nguyện chúng sinh sớm lìa khỏi biển khổ trầm mê, chẳng thọ khổ luân hồi. Phật tử, nếu các Bồ Tát dùng tâm như vậy thì sẽ đắc được công đức thủ thắng vi diệu. Tất cả thế gian chư thiên ma phạm sa môn bà la môn càn thất bà atula vân vân và tất cả thanh văn chuyên giác thảy đều chẳng lay động được. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi gọi Bồ Tát Trí Thủ nói, Phật tử, nếu như các vị đại Bồ Tát dụng tâm phát nguyện như vừa nói ở trên thì sẽ đắc được tất cả công đức thủ thắng vi diệu không thể nghĩ bàn, tăng trưởng pháp thân huệ mạng mà chẳng thối chuyển, sẽ đắc được đầy đủ công đức thành quả vị Phật. Hết thảy quốc vương đại thần thế gian chư thiên và ma vương, đại phạm thiên vương sa môn bà la môn càn thất bà atula thanh văn duyên giác vân vân, họ đều chẳng dao động tư tưởng của các vị,
Tóm lại, định lực của các vị đã vượt hơn họ, cảnh giới của các vị họ chẳng biết được. Do đó có câu, sơ địa chẳng biết nhị địa, cho đến thập địa chẳng biết đẳng giác. Vì các vị là Bồ Tát, cho nên định lực của hàng nhị thừa chẳng thâm sâu bằng định lực của các vị.